Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio và mình là Huyền. Ngày hôm nay sẽ là video dành cho những bạn nào đang sử dụng điện thoại Android. Đối với những điện thoại Android, cái thời điểm mới mua sẽ là một chiếc điện thoại cực kỳ là mượt mà, cực kỳ là ổn định. Tuy nhiên sau một thời gian dài sử dụng thì nó sẽ bị chậm đi và ít mượt mà hơn so với thời điểm mới mua. Vấn đề là nó phụ thuộc vào một phần thói quen sử dụng điện thoại của các bạn. Thế nên đó là những cái thói quen nào thì hãy theo dõi video này ngày hôm nay của mình nhé. Các bạn có thể tham khảo tất cả những mẫu điện thoại chính hãng đến từ các hãng điện thoại Android tại Di Động Việt. Còn link tham khảo thì mình sẽ để phần mô tả của video này. Mình đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Cái thói quen đầu tiên đó chính là cái việc mà các bạn bỏ qua những cái phiên bản cập nhật phần mềm mới nhất của hãng. Các bản cập nhật phần mềm trên smartphone Android thường sẽ là những cái bản sửa lỗi này, những cái bản vá bảo mật, cải tiến về hiệu suất và một số tính năng mới. Tuy nhiên thì chúng ta lại có cái xu hướng là bỏ qua chúng thay vì dành thời gian cập nhật khiến thiết bị của bạn không được tối ưu. Mình biết là sẽ có nhiều người nghĩ rằng là cái phiên bản cập nhật phần mềm đấy nó sẽ không phù hợp với điện thoại của mình ở thời điểm đó nữa. Nhưng khi mà hãng đã ra một cái phiên bản cập nhật phần mềm rồi thì mình nghĩ là các bạn cứ nên cập nhật, bởi vì trong cái phiên bản cập nhật đó nó sẽ có những cái bản vá lỗi, nó sẽ tinh chỉnh hiệu suất, rồi nói chung là nó có rất nhiều thứ để khiến cho điện thoại của bạn không còn gặp những cái lỗi ở phiên bản cũ nữa. Các bạn hãy bỏ cái thói quen này và thường xuyên cập nhật phần mềm khi mà hãng có một cái phiên bản mới nhé. Thứ hai đó chính là cái thói quen mà các bạn không tắt đi những cái ứng dụng chạy ngầm trên điện thoại của các bạn. Đối với điện thoại Android thì cái việc xử lý ứng dụng chạy nền được làm khá là tốt. Tuy nhiên, nếu như các bạn để ứng dụng chạy nền bên dưới quá là nhiều thì chắc chắn sẽ tiêu tốn một cái lượng tài nguyên của hệ thống của điện thoại. Vậy nên các bạn hãy tắt đi những cái ứng dụng chạy nền đi nhé. Và để khắc phục được cái vấn đề này thì các bạn có thể vào cài đặt này, chọn ứng dụng và xem lại cái danh sách ứng dụng đang chạy, tìm phần mềm không có nhu cầu dùng và nhấn vào buộc đóng. Trong trường hợp mà không sử dụng được hoặc là chưa cần sử dụng trong một thời gian thì các bạn có thể gỡ luôn cái ứng dụng này để có thêm không gian cho điện thoại của các bạn nha. Cái thói quen thứ ba đó chính là cái việc các bạn để quá nhiều widget trên màn hình chính của các bạn. Widget là một cái tính năng giúp cho các bạn có thể xem được thông tin, xem được thông báo cũng như là truy cập nhanh vào các ứng dụng trên màn hình chính. Tuy nhiên, việc các bạn để widget quá nhiều trên màn hình chính thì nó sẽ phải hoạt động lâu hơn, hoạt động nhiều hơn, mà máy hoạt động nhiều hơn thì sẽ tiêu tốn năng lượng nhiều hơn. Lúc đó thì máy sẽ bị làm chậm đi hơn rất là nhiều. Vậy nên các bạn hãy gỡ đi những cái widget mà không cần thiết để xem thông báo hoặc là không cần thiết các bạn phải truy cập vào, để cái màn hình chính của mình nó được gọn gàng hơn này, đặc biệt là máy sẽ hoạt động ít hơn, lúc đấy thì cái khả năng bị chậm điện thoại của các bạn sẽ được giảm đi rất là nhiều đó. Cái thói quen thứ tư đó chính là khi máy của các bạn bị hết dung lượng lưu trữ mà các bạn không chịu xóa đi, các bạn cứ để như vậy thì chắc chắn điện thoại sẽ bị chậm hơn là điều đương nhiên. Và việc mà các bạn để bị đầy bộ nhớ là cái thói quen mình thấy rất nhiều bạn sử dụng điện thoại Android đang gặp phải, bởi vì mình lười xóa đi những cái gì không cần thiết và mình cũng lười để mà xem là mình có cái gì đang không dùng đến, nói chung là vân vân rất là nhiều thứ. Vậy nên các bạn hãy xóa đi những cái thứ mà không cần thiết ở trong cái bộ nhớ lưu trữ của các bạn để máy của các bạn vận hành trơn tru hơn, nhanh hơn, đặc biệt là những bạn nào sử dụng điện thoại có bộ nhớ trong thấp nha. Cái thói quen thứ năm cũng giống như là cái thói quen vừa rồi mình nói, đó chính là việc các bạn không xóa đi những cái bộ nhớ đệm ở trên điện thoại của các bạn. Những thứ mà chúng ta tưởng chừng như đơn giản lại khiến cho điện thoại của mình bị chậm nhanh hơn trong một thời gian dài sử dụng. Bộ nhớ đệm giúp các bạn truy cập vào các ứng dụng nhanh hơn trong những cái lần sau, bởi vì nó đã được lưu vào cái bộ nhớ tin tạm rồi. Và nếu như mà các bạn để cái bộ nhớ đệm này quá nhiều và không xóa thường xuyên thì chắc chắn điện thoại của bạn sẽ bị chậm đi là điều hiển nhiên. Các bạn có thể xóa đi bộ nhớ đệm bằng cách các bạn vào cài đặt, chọn ứng dụng và chọn những ứng dụng cần xóa đi bộ nhớ đệm nha. Và cái thói quen cuối cùng đó chính là việc các bạn ít khởi động lại cái smartphone của mình. Theo các khuyến cáo của nhà sản xuất smartphone cũng như là các chuyên gia thì họ khuyên rằng là chúng ta nên khởi động máy 2 tuần hoặc là ít nhất là 1 tháng một lần. Đối với việc mà các bạn thường xuyên khởi động lại máy của mình, nghĩa là 1 tuần khởi động lại một lần hoặc là 2 tuần khởi động lại một lần, thì nó sẽ giúp cho điện thoại của bạn xóa đi những cái tệp tin tạm thời này và làm mới lại tài nguyên hệ thống. Thêm vào đó nữa là cũng sẽ tăng một phần nào đó hiệu suất của điện thoại của các bạn lên. Giống như kiểu là các bạn reset lại máy thì nó sẽ gọi là làm mới lại máy một lần nữa đó. Thế nên hãy thường xuyên và tập cái thói quen này để cho điện thoại của mình hoạt động trơn tru hơn, nhanh hơn nha. Và trên đây là những cái thói quen mà khá nhiều người dùng sử dụng điện thoại Android mình thấy mọi người đang gặp phải rất là nhiều. Các bạn hãy thay đổi những thói quen này để giúp điện thoại của mình hoạt động nhanh hơn và sử dụng nó lâu dài hơn nha. Mình biết là nhiều người sẽ nói rằng mua điện thoại về để phục vụ mình chứ mình không phục vụ điện thoại làm gì. Nhưng mà
của bền tại người mà. Vậy nên các bạn cứ làm được điều gì, thay đổi được những cái gì cho điện thoại mình được sử dụng lâu hơn thì vẫn tốt mà, đúng không nào? Còn ý kiến của bạn như thế nào về cái vấn đề này thì hãy để lại comment xuống dưới video này cho mình biết nha. Và đừng quên để lại một like, một subscribe cho NT Studio để chờ đón những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.